Vâng, và xin chào các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Rạp Chiếu Phim. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyên mục review với một tác phẩm Việt Nam vừa mới phát hành, đó là Chí Phèo Ngoại Truyện. Mặc dù đây là bộ phim được đánh giá với những hành động chỉn chu nhưng nội dung của nó lại tương đối cầu thả. Chí Phèo Ngoại Truyện được coi là một phiên bản Chí Phèo thời hiện đại dựa trên nguyên tác văn học của nhà văn Nam Cao. Thế nhưng đáng tiếc của bộ phim là đã không thể truyền tải được hết những sự sâu sắc của nguyên gốc, mà thay vào đó là một kịch bản cực kỳ vô lý với những pha hài vô cùng nhảm nhí. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng kiểm tra xem nó nhảm đến như thế nào. Mặc dù có tên là Chí Phèo Ngoại Truyện, thay vì bối cảnh làng quê nông thôn miền Bắc Việt Nam dưới thời thực dân nửa phong kiến, thì nhà làm phim lại đặt ra một câu chuyện trong phim ở bối cảnh thế giới ngầm ở Sài Gòn năm 2017, nhằm mục đích dễ dàng mang đến những yếu tố giải trí cao hơn cho khán giả, đồng thời tạo ra một cái nhìn hoàn toàn mới về câu chuyện cuộc đời của chàng Chí Phèo năm 2017. Chí Phèo Ngoại Truyện có nội dung xoay quanh Na, một cô gái đã thiếu sắc lại không có tài, hậu đậu, ngốc nghếch, đụng đâu hỏng đấy, và có ngoại hình được ví như thị nở. Tuy chỉ là một lao công quét dọn kiêm thám tử gà mờ chuyên đi điều tra những vụ ngoại tình và mèo lạc, nhưng Na luôn mơ ước một ngày cô được trở thành một thám tử để xử lý những vụ án thực thụ và vén lên bức màn bí ẩn về cái chết của anh trai cô. Trong một lần đi tìm mèo thì Na đã đụng phải Chí, một tay giang hồ vừa ra tù với quá khứ chuyên đi đâm thuê chém mướn. Na và Chí có một điểm chung là đang đi tìm sự thật về cái chết của một viên cảnh sát, đó là anh trai Na. Từ đây, với óc suy đoán của thám tử Na và sức mạnh của Chí, cả hai kết hợp thành một bộ đôi ăn ý cùng nhau sát cánh để tìm ra về sự thật của cái chết của anh trai Na cũng như giải oan cho Chí. Cũng từ đây thì họ cũng đã phát hiện ra những bí mật của một đường dây điều chế và kinh doanh ma túy có liên quan đến tập đoàn do ông trùm Thiên Bá đứng đầu. Với việc có một nội dung đơn giản, dễ đoán nhưng lại bao gồm khá nhiều lớp nhân vật phức tạp, đan xen khiến cho nhịp độ của phim được đẩy ra khá nhanh. Các tình tiết được đưa ra và giải quyết chóng vánh, như thể chỉ cho ekip làm phim có thể hiểu chứ khán giả thì hoàn toàn bị bối rối và không thấy thuyết phục. Thêm nữa thì dù mang tiếng là một bộ phim trinh thám nhưng cách đưa ra suy đoán và giải quyết các nút thắt lại vô cùng hời hợt. Những âm mưu rắc rối trong phim đều được làm sáng tỏ từ những suy luận theo kiểu gà mờ của Na và để lại lộ rõ những lỗ hổng to đùng khiến cho khán giả không khỏi chau mày. Ấy thế mà lại nói đến đâu thì chúng phóc đến đấy mới tài chứ. Không chỉ vậy, kịch bản của phim còn khiến cho người xem tức anh ách bởi những tình tiết vô lý đùng đùng. Trong phim thì khi Chí bị cả tập đoàn Thiên Bá truy sát rất gắt gao, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy những người trong tập đoàn này lo ăn chơi, chứ không có ai cử đi để tìm Chí. Trong những lần đụng độ thì chỉ toàn Chí và Na tự dẫn sắc đến hàng cọp để trêu người trước. Ngoài ra, một điểm trừ nữa trong nội dung của Chí Phèo Ngoại Truyện là cách kể chuyện thiếu hợp lý, nhịp phim được dẫn dắt vô cùng vụng về. Điều này đã làm cho khán giả gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt của câu chuyện. Thêm nữa, những chi tiết hài hước lại được liên tiếp đan cài không đúng lúc đúng chỗ. Một số đoạn còn hơi lố và bậy khiến cho yếu tố hài trong phim dù nhiều nhưng lại không đọng được quá nhiều trong lòng khán giả. Về mặt diễn xuất thì dù Thu Trang đã diễn tả được sự hậu đậu kém duyên đến mức khó đỡ của Na, nhưng lại khiến cho nhiều người không khỏi cảm thấy rằng cô vẫn phải chịu cái bóng quá lớn từ nhân vật mẹ mưa ngốc nghếch ở trong bộ phim Nắng. Mặt khác thì Tiến Luật dù chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim điện ảnh nhưng cũng đã phần nào khắc họa được hình ảnh một Chí Phèo thô ráp, xù xì bên ngoài nhưng nhạy cảm yếu đuối bên trong. Dàn diễn viên phụ của Chí Phèo Ngoại Truyện cũng đã hoàn thành khá tốt vai diễn của mình và gây ấn tượng cho khán giả. Diễn xuất cùng điệu cười đầy ám ảnh của Kiều Minh Tuấn dù vẫn hơi lố nhưng lại rất hiệu quả trong việc làm nổi bật sự lòe loẹt gian trá của nhân vật này. Vẻ phong độ và sự điển trai của Nhan Phúc Vinh thì chắc chắn sẽ thu hút được không ít khán giả nữa và tạo nên sự cuốn hút cho nhân vật ông trùm Bá Thiên. Tất nhiên thì Chí Phèo Ngoại Truyện có rất nhiều điểm để khán giả có thể chê trách, nhưng vẫn có những điểm đáng khen cần phải đặt ra, đó là yếu tố hành động vốn là một trong những yếu tố cố hữu của điện ảnh Việt. Khác với nhiều phim Việt thường thấy thì những phân cảnh hành động trong phim được đầu tư, thực hiện rất chỉn chu và đặc sắc, từ những pha đối đầu trực tiếp đến những cảnh săn đuổi kịch tính, tất cả đều được thực hiện khá mượt và bắt mắt. Ngoài ra thì phần âm nhạc của phim cũng là một điểm rất đáng khen. Hai bản OST trong phim do Thu Minh Linh Phi thể hiện rất bắt tai, khơi dậy cảm xúc của khán giả. Và đó là phần review qua về tác phẩm Chí Phèo Ngoại Truyện, bộ phim vừa mới được ra mắt từ rạp chiếu phim.com. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube của rạp chiếu phim.com và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo.